quay lại với kênh của Long Coffee. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách pha cacao sữa đá. Thì để làm được món cacao sữa đá này, chúng ta cần những nguyên liệu là bột cacao nha anh chị. Đây ạ, đây là bột cacao. Thì cái số lượng bột cacao để chúng ta làm cho một ly cacao đá đó là 25g nha anh chị. Và sữa đặc, thì sữa đặc ở đây là em dùng sữa đặc của Ngôi Sao Phương Nam là 15ml sữa đặc. Bột cacao thì em dùng bột cacao của Long Coffee ạ. Thì để làm cái món này, đầu tiên chúng ta cần cho cacao vào một cái ly như thế này ạ. Chúng ta sẽ cho toàn bộ 25g bột cacao vào trong ly ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho 15ml sữa đặc vào đây luôn nha anh chị. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho 60ml nước sôi. Vào cái hỗn hợp cacao và sữa đặc mình mới cho vào. Rồi mình sẽ đánh tan hoàn toàn hỗn hợp ra nha anh chị. Ở đây là bột cacao rất là sánh dẻo, vì thế chúng ta cần phải đánh nhuyễn để khi mà chúng ta cho đá vào nó sẽ không bị vón cục, cũng giống như là sẽ lợn cợn. Ở đây mọi người có thể dùng cái cây đánh bọt để mình đánh kỹ hơn ạ. Mình cố gắng đánh đều hết cái bột cho nó được tan ra nha anh chị. Tại vì thông thường là bột cacao rất là hay vón cục. Rồi, sau khi chúng ta đánh cacao và sữa và nước sôi đã tan ra hoàn toàn thì bắt đầu chúng ta tiến hành sẽ cho cái sản phẩm của chúng ta, thành phẩm của chúng ta ra ly. Thì đầu tiên mình sẽ dùng phương pháp lắc để làm cái sản phẩm này đẹp hơn và nhìn cái ly cacao của chúng ta bắt mắt hơn nha anh chị. Rồi mình cho hỗn hợp cacao với sữa vừa rồi vào lắc vào shaker. Thì anh chị lắc khoảng từ 5 đến 10 cái là được ạ. Thì đây là ly cacao sữa đá nha anh chị. Rất là nhanh chóng và đơn giản. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị cách làm cacao sữa đá. Thì nếu thích video này, anh chị hãy like và share giúp em ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ.